xa rét dấu yêu thân thương. Vào hồi đường theo lệ thường đọc sách thánh kinh, dương vô tình người mở ra sách y say loan tin mừng mùa hồng ân đến cho nhân trần. Lời y say đi bảo vệ đấng Mêsia năm xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi người, vì Chúa đã tới để giảng khơi nguồn sông ơn trời diệu vời cho muôn người ở khắp mọi nơi trên khắp muôn nơi. Ngự trên tôi thần khi Chúa đã sai tôi đi truyền tin mừng cho ai nghèo được Chúa chân hương, bị lao tù được tự do bước chân Chúa Giêsu, ai đuối mù nhờ tình thương Chúa cho tình thương. Lời Isaiah đi bảo vệ đấng Mêsia năm xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi người, vì Chúa đã tới để giảng khơi nguồn sông ơn trời diệu vời cho muôn người ở khắp mọi nơi trên khắp muôn nơi. Đời hôm nay trong thế giới biết bao chua cay, để đêm ngày vẫn luôn cần ngọn đuốc chứng nhân, vẫn con nguyện hòa nhịp chân đến bên tha nhân, loan tin mừng mùa hồng ân đến cho nhân trần. Lời Isaiah đi bảo vệ đấng Mêsia năm xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi người, vì Chúa đã tới để giảng khơi nguồn sông ơn trời diệu vời.